Bây giờ thì tôi thử gửi một lựa một cái ảnh nóng bỏng của tôi, xong rồi tôi gửi thử xem. Much, much later. Ok mọi người, sau nửa tiếng lựa ảnh thì tôi cũng đã lựa được một tấm ảnh siêu hot, siêu nóng bỏng. Đây nha. Mình là Osu, và hôm nay chúng ta sẽ cùng thử gửi ảnh hư hỏng cho người yêu. Ảnh hư hỏng ở đây có nghĩa là ảnh nóng bỏng, ảnh nói chung là gửi một cái ảnh nào đó mà chúng ta thấy mình nóng bỏng nhất cho người yêu nha các bạn. Ê vậy một cái là sao cái trend này không cho mình coi cái ảnh đó ta? Ờ mà kỳ lắm. Thường thường mà mấy cái ảnh đó thường thường là phải ảnh không mặc gì. Các bạn nhờ. Em làm cái gì vậy? Lôi ra soi rồi mới chèo. Lôi ra soi từng đường cong các bạn hiểu không? What the? Rồi. Mở lên. Ồ, thấy một tấm hình. Được, anh này được này các bạn. Dễ thương vậy. Thường thường là người ta nói anh đàn ông rất là thích phụ nữ chủ động, thì đó là một cái điều hình như là đúng đó các bạn. Một khi mà con ghẹ mình nó gửi cho mình một cái tấm ảnh như vậy là nó đang muốn, đúng không? Nên trong đầu mấy anh sẽ nghĩ đến cái chuyện đó các bạn không? Rồi do rất là có điều luôn. Gất gất che 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 che. Các bạn thấy không? Hai tay, một tay thì che điện thoại, còn một tay thì che cái gì đây? Che cái gì đó thì tôi không biết. Ủa, lại là cái pay xem không phí tiền mạng hả? Tôi đã từng quảng cáo cái pay này rồi, các bạn nên xem đi nha các bạn. Trong này nhiều cái thứ hay ho lắm. The play Mario in your head, so that can actually fuck with you. Collusion. You don't realize how bad MSG is for you. Ê, dễ thương vậy, cho biểu cảm dễ thương vậy. Đây là một cái phản ứng của con gái khi nhận được cái tấm hình hư hỏng nha các bạn. Ê, tôi không tưởng tượng ra kiểu một cái tấm hình nóng bỏng mà của nam gửi cho nữ thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Dễ thương vậy. How do I do that in Splitwise and not charge Julia? It's such a good app. That's one, bro. Yeah. It would be over here. So I'll be right back. Damn, I got pee. Ngon vậy. Ngầu vậy. Nah. Movie with no memorable characters or anything, and we were on set, and like I said that I was like, yeah, everyone fucking sucks, just to piss everyone off. And then Memphis came and goes, đang kiềm chế yeah, vậy hả? No, đang kiềm chế, that đang kiềm chế. Seriously, có bạn that's how we became friends because we. Nah. Nè. Ông coi mấy cái biểu cảm này mình thú vị chứ bộ. Xinh vậy, mấy cái chị gái này xinh vậy. Ghê quá à. Ý, ngại quá à. Ai mà gửi cho tôi chắc cũng vậy á. Kỳ quá. Xạo chó, xạo chó. Trời, đang xịn nha, đang xịn nó nguy hiểm lắm nha. Em nhìn xung quanh là có ý gì vậy? Nhìn xung quanh là có ý gì vậy? Ủa, đi đâu vậy? Không tự nhiên coi xong đi đâu luôn vậy? À, quay lại, quay lại. Call baby.
Xem mấy cái này cũng khá thú vị đó các bạn. Dành cho những bạn mà kiểu chắc là không dành cho con nít đâu. Con nít thì tôi nghĩ là sẽ không hiểu được đó. Ừ, tôi thử gửi một lựa một cái ảnh nóng bỏng của tôi xong rồi tôi gửi thử xem. Much later. Ok mọi người, sau nửa tiếng lựa ảnh thì tôi cũng đã lựa được một tấm ảnh siêu hot, siêu nóng bỏng. Đây nha. Đó, siêu hot luôn. Bây giờ tôi sẽ gửi. Tôi không dám gửi hả? Gửi. Ủa mà gửi cho ai giờ ta? Kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Ôi một tấm hình đẹp như thế này chỉ mình tôi nhìn thôi cũng được đi. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok, nói chung thì đi ít thôi, đi nhiều quá thì người ta cũng chửi đấy. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người ngủ ngon và mơ một giấc mơ thật là đẹp. Đừng có gửi ảnh nóng bỏng cho tôi nha, tôi chịu không nổi đâu. Ok, rồi cảm ơn mọi người, bye. Hẹn gặp lại trong video sau, bye.